Các bạn có biết đến đoạn phim kinh dị của chú chuột Mickey không? Thôi, biết hay không biết cũng không quan trọng. What the hell? Vì trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm chuột Mickey xuất hiện trong Poppy Playtime do các bạn yêu cầu. Kìm nhá. Hôn chuột Mickey đi. Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về một nhân vật mới trong Poppy Playtime, đó chính là chuột Mickey. Cái gì thế ốc? Bảo em đến đây làm video không phải em đến đây ngủ nhá. Dậy đi. Trời ơi Bê Quy Thành, sao mà bây giờ anh mới làm video vậy? Em chờ anh quá lâu rồi đấy. Vừa mới ngồi vào anh sẽ xét máy để tạo ra cái con chuột Mickey trong Poppy Playtime cho các bạn xem. Wow, có chuột Mickey trong Poppy Playtime thật luôn. Uy tín luôn. Rồi các bạn đừng quên giúp mình cách bấm một like này, bấm đăng ký kênh. Đủ 10.000 like, mai mình lại làm một nhân vật mới luôn. Wow, anh Bê Quy Thành ơi, anh có nhiều nhân vật mới trong Poppy Playtime nhỉ? Tất nhiên rồi. Chắc bởi vì anh nhiều máu đúng không? Chỗ này này. Chỗ này nhiều máu này các bạn. Umbala, mở ra chúng ta lấy cái bàn tay màu xanh. Rồi, có bàn tay màu xanh rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cùng ốc đi gặp chuột Mickey. Rồi, đặt bàn tay vào đây. Không biết là chuột Mickey con trai hay là chuột Mickey con gái nhỉ? Em nhìn xem nhá. Đây. Wow, chuột Mickey thật đấy các bạn ơi. Anh có bao giờ nói điều em với các bạn đâu. Ôi trời ơi, chuột Mickey trong này chân dài quá các bạn ạ. Chân dài 3 mét các bạn ơi. Ui, nhưng em nghĩ đây không phải là quái vật. Chuột Mickey không thể nào là quái vật được các bạn, bởi vì chuột Mickey là một nhân vật rất là đáng yêu của Disney đó các bạn ơi. Ủa, thế em chưa xem đoạn phim kinh dị về chuột Mickey à? Chuột Mickey làm gì mà kinh dị? Trong game này nhìn thấy chưa, mặt rất là bình thường như chuột Mickey em xem hoạt hình luôn. Làm sao mà trở thành quái vật được, đúng không nào các bạn? Ở đây thì trông nó rất là bình thường, giống như kiểu trong phim hoạt hình rất là cute phô mai que. Ôi cái đuôi này. Ôi cái đuôi của nó buồn cười các bạn ạ. Trời ơi, đuôi nó thẳng tưng luôn các bạn. Như kiểu cái dây điện ạ. Rồi, đấy, đây chính là chuột Mickey trong Poppy Playtime nha các bạn. Rất là đáng yêu, không hề nói điêu luôn. Rồi bây giờ anh sẽ đặt bàn tay vào đây và chúng ta sẽ lấy được cái chìa khóa. Hello. Rồi, lấy được rồi. Chuột Mickey cũng nhây phết nhỉ, không cho mình lấy chìa khóa ngay. Đấy. Rồi, mình đi sửa điện nha. Ui. Chuột Mickey đã biến mất đi rồi. Chắc là con Huggy cũng bắt chuột Mickey đi mất rồi. Em vẫn không tin chuột Mickey là quái vật đâu. Anh cũng không tin, các bạn có tin không? Rồi, bây giờ mình sẽ đuổi theo xem phải là chuột Mickey nó chạy vào trong cái đường hầm này không nhá. Ui, bàn tay của chuột Mickey thật kia các bạn. Mickey ơi, đợi mình Mickey ơi. Mau đuổi theo Mickey đi, cẩn thận con Huggy bắt mất Mickey ấy. Kéo cánh cửa ra. Nặng quá ốc ạ. Rồi, bây giờ em nhìn xem có phải là Huggy ló mặt ra không nhá. Chắc chắn là Huggy ló mặt ra luôn. Nó đã bắt mất chuột Mickey của em. Đấy, hôm nào nó cũng theo dõi mình luôn. Đấy, mặc dù mình gặp những nhân vật khác nhưng mà nó vẫn cứ lú lú cái đầu ở đây. Rồi, mau lấy bàn tay màu đỏ thôi nào. Kéo cho ta bàn tay màu đỏ để ta đi bắt các bạn nhỏ. À nhờ, bắt ốc. Anh muốn trở thành người bắt cóc à? Không, anh không bắt cóc. Để anh còn rút vào đường hầm kia để sửa điện thì mới gặp được chuột Mickey chứ. Phòm ấy, bàn tay màu đỏ. Ui, có 2 bàn tay rồi. Bây giờ sẽ rút vào đây để sửa điện nhá. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được chuột Mickey thôi. Không biết nó biến thành quái vật không nhỉ ông nhỉ? Tất nhiên là không rồi, chuột Mickey là người bạn của các bạn nhỏ. Em cứ điêu đi, tí nó mà cắn anh bảo. Tèn, sửa điện thành công rồi đấy. Ui, nhảy xuống đi xem điện giật anh không. Tất nhiên là không rồi. Ủa vì sao anh điện lại không giật anh nhỉ? Vì anh dẫm lên tấm biển này, anh có dẫm vào đường dây điện đâu. Em hỏi thế mà cũng hỏi. Đầu em chỉ để mọc tóc hả ốc? Đấy, anh đã khởi động được nhà máy làm đồ chơi rồi. Bây giờ anh sẽ kéo cần gạt từ xuống để lắp ráp những cái bộ phận làm con đồ chơi. Ta sẽ đặt vào đây và gặp được chuột Mickey. Rồi, đi làm bẫy nó thôi các bạn. Đồ chơi đang đi tới đây rồi. Trông nó cute dã man. Lại đi ông ơi, em lại ngủ à. Tiếng em ngáy như cái con bò giống kêu ấy. Các bạn nghe hết rồi kìa. Đâu chú Mickey đâu, có chú Mickey chưa? Chưa đến đoạn đấy. À thế à? Thế mà tưởng đến đoạn đấy rồi. Để im anh đặt cái con đấy, đồn chơi vào đây. Để chúng ta có thể gặp được chú Mickey nào. Mau vào trong luôn, em rất thích xem chú Mickey. Sao lại đủn tay của anh nhở. Rồi, đây. Theo yêu cầu của ông và các bạn nhá. Đây, chuẩn bị sẵn sàng để gặp chuột Mickey. Nhanh lên, nhanh lên. Wow, chuột Mickey, I love you, I love you. Nhìn chuột Mickey này đâu phải quái vật đâu mà sợ đúng không? Không sợ gì, mau đến bắt tay bạn chuột Mickey đi. Nhưng mà anh vẫn sợ chuột Mickey cắn lắm. Chuột Mickey không cắn đâu, bạn ấy đang cười mà. Cười cái gì, em đừng động vào tay anh nữa đây này. Ê. Các bạn ơi, mình chắc chắn là chuột Mickey không thể là làm quái vật được. Mặt bạn ấy xinh như thế này cơ mà. Được rồi nhá, anh tin em nhá. Bây giờ anh thử đứng lên đầu bạn chuột Mickey em nhá. Hôn chuột Mickey đi. Đồ ngu. Đấy, không phải quái vật cái gì. Chuột Mickey cắn mình các bạn ơi. Ôi rồi ôi, giật hết cả mình nghe lời ốc. Ông ơi, em đúng là đồ ăn hại. Toàn đi xuống dại thôi. Thì mình chạy khỏi chú Mickey có sao đâu. Trông rất hiền lành này, ai ngờ nó ăn đầu mình. Ui. Nhìn cái đuôi nó nhọn hoắt luôn, bề của Thành ạ. Ghê quá nhở. Hello Mickey. Trời ơi, bảo tắc. Anh lại còn trêu nó. Tại sao nó với được. Lại chuẩn bị gặp Mickey. Ui, Mickey, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Với con chuột Mickey. Ui. Con này thông minh không mắc bẫy. Trời ơi, trốn nó, trốn nó. Lần này còn đâu người bắt được ta nhá. Cái đuôi của nó nhọn hoắt dài đó, trông buồn cười quá à. Rồi, nhảy đến đây. Liu liu liu. Ngươi cũng chỉ là chuột Mickey ngu si thôi, bị ta son. Đấy, mặt nó rất là tươi cười yêu đời thế kia mà lại ăn thịt mình sao ta? Hay là nó bị con búp bê Poppy điều khiển rồi. Khéo như thế đúng rồi. Chính là con búp bê Poppy điều khiển đấy. Ui các bạn ơi, ông ơi, cái đầu của nó lật ngược ra đằng sau luôn kìa. Bê Quy Thành, người lại ở đâu? Ta là chuột Mickey đây. Được cái bản điều, nhìn lại đây này. Ý, xem nó quay tròn này. Ui, ảo thế đấy các bạn. Trời ơi, ảo quá, nó chính là quái vật rồi. Ui, sao đầu nó có thể quay tròn được như thế nhỉ? Nhảy sang cỗ máy hả? Nó vẫn chưa nhìn thấy mình. Ui. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Chạy đằng sau. Đi đâu cũng nhìn thấy nó luôn á. Nó tìm thấy mình đấy. Nó theo dõi mình rồi. Bây giờ mình thử chạy ra đầu này xem nào. Ôi không, chạy đi, chạy vào đường hầm đi. Chạy vào đường hầm như thế nào. Hồi hộp quá. Mấy con quái vật này sẽ bị ta tròn thôi. Đi vào đi, đi vào đi. Chạy rồi. Chuẩn bị chuột Mickey truy đuổi. Ui. Nó vừa chạy vừa nhìn mình đấy. Mặc dù trông nó hiền lành nhưng mà sao anh cứ cảm thấy nó ghê ghê không ạ? Ui no. Mickey ơi, không chơi với bạn nữa đâu. Bạn đi ra cái chỗ khác đi, mình không biết bạn. Lúc nào cũng cười nhưng thực ra rất là nguy hiểm đấy các bạn. Ui, để nó tóm được thì thôi mất cái đầu luôn à. Chạy đi. Ui bạn ơi, mình xin lỗi bạn, mình không trêu bạn nữa đâu. Ui, đánh vào mặt bạn nè. Trốn đi. Ui, trời ơi, cuối cùng cũng chui được xuống đây rồi. Bước qua đời nhau. Rồi ông ơi, bây giờ mình thử chui ra ngoài xem chuột Mickey nó có đứng rình mình như mấy con quái vật khác không nhá. Ok. Ui, nhìn cái đuôi của nó kìa. Thẳng vút một đường luôn. Cái đuôi của nó này các bạn này. Làm sao lại có thể thẳng đường như này nhỉ? Ui, trông như một cái kim á. Đấy, nó đang trong tư thế sẵn sàng đi vào trong cái căn hầm đó các bạn. Nó nhìn mình đang chạy này để nó lao ra chặn đầu á. Rất là ghê. Thôi, mình sẽ tiếp tục chạy đấy các bạn. Ui, đây này, nó chuẩn bị lao lên này. Thế nào? Đó. Ui kia, sao anh lại đi đến đây? Cho chuột Mickey, cho chuột Mickey. Xin là xin vĩnh biệt cô. Ơ sao mấy hôm nay anh toàn không cho được đoạn này anh nhở? Hay là con búp bê Poppy đã điều khiển quái vật mạnh hơn rồi? Hay là nó biết mình hay cho đoạn đấy nên là nó chơi bài dọa mình? Không được, nhất định anh phải cho bằng được thì thôi. Mickey xuất hiện đi. Ấy. Chạy trốn khỏi Mickey. Chạy thôi các bạn ơi. Ui. Này mình sẽ chạy thoát khỏi bạn, bạn còn lâu mới bắt được mình. Bye bye. Mickey vừa nhảy ếch cái baby thằng. Đấy, nó tính nhảy vào mặt anh như mấy cái con quái vật khác nhưng mà nó không nhảy được. Đấy. Thôi các bạn. Giật hết cả mình. Đấy. Ui. Đừng có đuổi tôi nữa. Bỏ ta đây. Ông ơi, chúng ta lại chuẩn bị gặp nó ở đây này. Hy vọng là này cho được, không bị ăn thịt. Đấy. Wow. Chân nó dài quá, bây giờ chân nó cong đấy mà không bị gãy kìa. Ảo rồi đấy các bạn. Cẩn thận đầu mình chạm vào cái đuôi nó đấy. Cái đuôi nó nhọn hoắt kìa, công nhận ghê thật. Ui, cái đầu nó kiểu ngoay. Mickey ơi. Anh có dám nhảy vào mặt Mickey không? Các bạn bảo anh nhảy rơi ra ngoài, làm sao mà nhảy rơi ra ngoài được cái đường ray này các bạn. Mickey ơi. Ôi, Mickey rơi hướng tận ngoài thế giới. Rồi, đây là tư thế khi mà Mickey rơi không còn rơi được nữa. Ui, trông buồn cười nữa. Ui, Mickey lúc rơi vẫn đang cười các bạn. Cười hở 10 cái răng. Hello Mickey nha, bạn đúng là đồ ngu si bị mình tiêu diệt. Goodbye. Đấy, ui cái tay này, xem này. Khoeo lên ốc này. Như kiểu là nó không có xương ấy. Bình thường mình có xương mình sẽ không khoeo như thế được đâu. Trời ơi, ngã tư thế cung phu đi tu. Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi. Quá chuẩn luôn. Mickey em mắc bẫy của ta. Trời ơi, nó lại bay thẳng mặt anh luôn. Sao hôm nào nó cũng bay vào mặt mình thế nhở? Chúng ta tiếp tục tròn chuẩn Mickey nhá. Xem nó có cái tư thế bay nào nữa không. Bay lên đi chuẩn Mickey. Trời các bạn ơi, nó lại đứng lên cái chỗ mình để con đồ chơi vào kìa. Nó bất động rồi Baby Thành ạ. Nó không còn đuổi mình nữa. Bây giờ mình cứ chơi tung tăng ở dưới này, nó chả làm gì được mình cả. Lêu. Hello Mickey. Tát Mickey đi. Đấm. Không làm gì được mình luôn. Cay chưa bạn? Bây giờ mình thử đứng ngang bằng mặt nó xem nào. Hợp lý nhỉ ông nhỉ? Từ từ anh sẽ kéo cái thùng ra. Ấy nặng quá các bạn. Ôi. Anh lại thế là nó có đường xuống, anh kê gần cái thùng vào là nó tự nhiên nó đi được xuống, nó có bậc để bước ấy, nó đi được. Ha, thế là mình tự bắt cầu cho nó xuống ăn thịt mình à? Thôi các bạn ơi, thế thì mình không chơi nữa đâu. Thôi xin phép dừng video tại đây thôi nhé. Hẹn gặp lại bạn video lần sau. Các bạn đừng quên like thật nhiều. 10.000 like chúng ta lại gặp lại một nhân vật mới ở trong Poppy Playtime. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh nhá. Và bình luận những cái ý tưởng các bạn ở dưới, ai được nhiều like nhất mình sẽ làm. Đúng rồi, các bạn thích nhân vật gì? Viết tí luôn. Bye bye.